Mến chào quý vị khán giả. Sáng nay là sáng ngày 6 tháng 5 năm 2022. Rồi đeo cái này lên nó không thấy đường luôn. Còn mình tranh thủ buổi sáng sớm, bây giờ mới có 6 giờ rưỡi sáng thôi, mình tranh thủ mình đến trường Đại học Tôn Đức Thắng để theo lời mời của ban giám hiệu đây để tham gia một cái sự kiện, đó là hội chợ Ngày hội Việc làm năm 2022 của Đại học Tôn Đức Thắng. Nó cũng là một ngày làm việc bình thường Colorman thôi, mình hay quay có cái gì hay hay mình quay nhật ký đó bà con bác biết ha. Thì với mình thì hiện tại bây giờ sau cái mùa dịch này thì dạ xin cáo là cái nó mà câm mà không thấy đường luôn. Với mình thì sau mùa dịch thì cái nhu cầu việc làm là một cái nhu cầu rất là bức thiết. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm rất nhiều nhân sự. Mình cho rằng những cái sự kiện như thế này là rất tốt cho cái các cái công ty tuyển dụng. Mà mình đi nãy giờ ngó không thấy công ty Điền Quân nằm đi. Thì chắc là đơn mà thấy rất nhiều công ty nha, công ty Salon, công ty CP rồi. Rất nhiều công ty luôn, không thấy công ty mình. Trời ơi sao mấy em biết. Các cái phòng hành chính nhân sự của mình sao hơi bị thụ động luôn á. Rồi đây công ty Sơn Jotun nè, rồi Takihiro nè. Nhà hàng của Nhật cũng có đây nè, rất nhiều gian hàng luôn. Rồi công ty xe đạp, đặt bay cũng có luôn. Rồi công ty luật, Phan Lo Việt Nam. Ô dạ, cái bạn. Ơi, con chào chú. Chào con. Dạ con là team GetJob á. Dạ con gửi chú. Con là gì? Dạ con là team GetJob. GetJob là team nào? Dạ tụi con là ứng dụng tìm kiếm việc làm tối ưu tại Việt Nam. GetJob là một nền tảng để kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Ở đây á thì người doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhiều nhân sự thông qua tụi con. Rồi những người lao động thì cũng có thể tìm kiếm được việc làm một cách dễ dàng hơn thông qua ứng dụng này. Ứng dụng hả? Dạ đúng rồi. Rồi thôi. Dạ, quay với con đâu? Quay cho con đâu? Dạ con quay con là quay số 44. Dạ. Rồi đợi để chú đi vô trong nha. Dạ okay. Chắc con xin chụp chung. Dạ. Chụp tấm hình hả? Rồi ok, chụp tấm hình rồi ok. Rồi đây, chụp tấm hình. Dạ. Ở đây nè con ơi, hướng này nè chụp nè. Hướng này chụp cho nè. Dạ. Rồi, ok. Dạ rồi, dạ con vui ha. Dạ. Thế anh ghế là quầy số 44 nha. Quầy số 44 ghế chóp dạ. Hả? Dạ. Rồi, ok. Rồi bên em có nhiều bạn đang Rồi anh cầm đi luôn. Rồi, ok. Muốn được vô làm á hả? Đông quá hay đông vui quá hả ta? Hả? Chào em. Dạ, con chào chú. Chào chú hả? Chào con. Con ở trường hả? Dạ, con quê Bến Tre đó chú. Con quê Bến Tre hả? Dạ. Chú rồi. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Con học năm mấy rồi? Dạ, học năm 4 vậy. Năm 4 học ngành gì con? Dạ, học nhà hàng khách sạn. À nhà khách sạn hả? Dạ. Ồ hên quá nhà chú đang đi kiếm nhân viên nhà hàng khách sạn. Dạ. Dạ chú đi tham quan nha tại vì con. Ok con rồi dạ con nha. Dạ chào anh bạn ghế nhân viên của em. Bên em ghế. Ủa cái này. Ủa cái này giống cái nãy mà. Dạ nhưng mà mỗi tên nó khác nha. Dạ. Ừ. Ok chào dạ. Em. Rồi. Dạ cảm ơn anh. Gốm sứ, tay Acera, sao cầu cây cũng ở đây nữa nè. Sẵn sàng về đội đỏ thấy không? Cái sao cầu cây tuyển dụng vui quá ha. Chú tải bán hàng, nhân viên xoáy ca, hoa hậu thân thiện. Đồng nghiệp, không tạo nghiệp, thánh tiếp khách, tim yêu màu đỏ, nương tựa lẫn nhau, vui vậy. Ừ. Ở đây là bảo hiểm nữa, bảo hiểm ca thơi. Còn thì Pepsi nữa nè, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn. Wow. Quá trời. Rồi đông dữ vậy. Ôi, chào anh. Dạ chào thầy. Dạ. Mời anh vô. Dạ dạ dạ. Đi tham quan chút xíu rồi vô thầy. Dạ 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 dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ dạ. Cảm ơn thầy. Ôi đông quá không. Ủa xin không biết ở đây là sinh viên ở đây hay là ở bên ngoài không? Sao đông quá vậy ta?
không biết sự kiện, mình cũng biết sự kiện này là dành cho các sinh viên ở đây hết quá. Quá trời đông luôn. Anh có lâu mẹ. Chào em. Dạ chào anh. Sao anh, ủa nay nay anh đi tìm việc hay là tìm người vậy? Anh đi tìm việc, anh đang đi tìm việc. Anh đi tìm việc hả? Ở đây có việc gì làm không? Dạ. Có Khương Dừa, Khương Dừa. Dạ đúng rồi. Ôi bên em quá có Khương Dừa ở đây luôn, dữ dằn luôn. Đại sứ anh Khương Dừa vừa luôn hả? Em vậy là anh Khương Dừa trốn. Em trà sao em không mời anh? Dạ anh mời, Khương Dừa anh Khương sống mời anh. Anh Khương nói là mời anh hot hơn. À dạ mà anh hot hơn hả? Dạ mà trả tiền cho anh nhiêu vậy? Dạ anh làm free luôn. Không đại đại gì mà đại sứ làm free thôi đó, bỏ luôn đi. Dạ thôi em mời anh, đúng rồi đó, đúng rồi anh hot lắm, anh hot. Dạ nói chứ tại bên em là một cái nền tảng kết nối việc làm thông minh. Dạ ừ. Thì giữa cái thời điểm mà hiện tại đi làm mà hơi gặp nhiều lừa đảo thì anh nghĩ là đi thông qua một cái ứng dụng mà được cấp phép bởi Bộ Công Thương thì nó rất là an toàn. Dạ thì bên em thì là một cái nền tảng kết nối, nói chung là đúng người đúng việc, một bên thì tìm người một bên thì tìm việc, nhưng mà làm sao phải cho nó đúng thì bên em sử dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ machine learning. Thì cái việc này giúp cho cả hai bên matching được nhau một cách nhanh nhất. Cái tiện lợi thứ hai nữa là ngày xưa khi mà mỗi lần mình đi làm mình đều phải nộp hồ sơ rất là phức tạp. Mình làm ở công ty A, mình nghỉ mình nộp ở công ty B. Nếu mà mình làm 5 công ty mình nộp đủ 5 bộ hồ sơ. Nhưng mà đối với anh em thì chỉ nộp một bộ hồ sơ một lần duy nhất thôi. Dạ. Thì đó, tất cả đều thông qua ứng dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Thì ví dụ như ngay bây giờ anh cũng có thể tải app tìm việc. Dạ. Nếu được thì em xin mời anh trải nghiệm. Mà này khó không? Sao cái này sao ta? Dạ. Bản thân công việc này cũng hướng cái những cái công việc ở trên đây á, cũng hướng đến những cái công việc ví dụ như là phổ thông, cho nên là kể cả những cô chú hơi lớn tuổi cũng sử dụng được, cho nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm. Dạ thì bên em đại sứ là anh Khương à. Anh Khương không, anh Khương anh dặn em là nói không có cách xe đúng không? Dạ anh dặn em vậy. Rồi rồi để anh hỏi. Rồi ok để anh hỏi, để anh hỏi anh Khương kiếm được được show này nhiêu mà nó không đủ tôi làm. Dạ thì hôm nay á là được cái là tải app xong còn có trúng thưởng nữa. Tải app trúng thưởng nữa hả? Rồi ok. Chưa biết làm gì nhưng mà tải app là có quà. Trời mắc cười quá, Khương Dừa lén lén đi làm mấy cái vụ này nha, tao cũng biết nha. Trời ơi, Khương Dừa nhận số bự mà nó giấu mình mà con bác thân mến. Hôm qua nó còn làm cái chương trình gì chuyến đi đã đời nữa chứ. Ủa Khương. Dạ. Làm cái vụ gì mà là đại sứ gì cho GetJob được nhiêu tiền vậy? Anh thấy mấy bạn này cũng đang tính mời anh nè. Bữa giờ anh chưa có nhận. Bữa giờ chưa nhận hả? Dạ. Ủa anh mời anh hả? Đâu biết, anh đi hôm nay bên trường Đại học Tôn Đức Thắng mấy thầy mời qua đó tham gia cái hội chợ việc làm. Ủa anh về hả? Anh về rồi. Cái gì bày ra chương trình chuyến đi đã đời đó mày? Quỷ. Em có chiếc xe rồi. Không giờ hỏi thiệt nè, cái job này bên đây nè. Cái vụ gì GetJob màu vàng vàng á. Thấy cái hình em để to đùng luôn á. Hết cái quầy luôn. Chứ 100 triệu lần tháng hay 1 năm? 100 triệu là em biết bao nhiêu đó. Chứ 100 triệu. Ủa sao cứ anh 100 triệu thôi, anh làm mà lấy à? Anh dặn như vậy á. Rồi chứ. Rồi thanh cảm ơn nha. Rồi anh biết giá rồi, để gì anh điêu. Ok rồi. Thì nếu thôi làm anh làm 20 triệu thôi. Dạ 20 triệu. Anh Khương anh hot. Anh là làm nè 20 triệu được không? Dạ. Rồi thì ok. Giờ ký hợp đồng liền đi, có gì ta quay tiếp giới thiệu không đi chỗ khác á. Dạ ký hợp đồng. Dạ. Rồi ký hợp đồng ha. Rồi ký hợp đồng 20 triệu không lẽ. Dạ để. Rồi rồi giờ quay tiếp không là anh đi qua chỗ khác. Dạ. Kìa thấy bên kia đối thủ quá trời kìa. Ký. Rồi. 20 triệu thôi anh Khương, 100 triệu anh 20, ok không? Hả? Chốt. Chốt đơn phải không? Dạ, rồi dạ. Chốt đơn quay tiếp. Mời anh nói tiếp. Dạ. Mời anh nói. Em mời anh nói tiếp. Chưa tải. Dạ. Tải. Dạ. Cái này nó làm tôi rối quá. Dạ, 20 triệu và tải. Dạ. Rồi chị anh tải dạ. Cách tải làm sao? Dạ, đơn giản anh chỉ cần vô camera, anh quét cái mã ở đây. Rồi, anh bấm vô cái đường link ha. Rồi nó sẽ tự vào vô trong cái phần app, bấm cài đặt.
Anh từ từ ơi, để anh quay ơi, để hướng dẫn cho bà con bác mến nè. Tải app nhận việc đi làm ngay. Ồ, nhanh vậy luôn. Ồ, cái app này hay rồi nha bà con bác thân mến. Bà gắn chút giới thiệu đi chắc cái này hay nè, các bạn sinh viên đang tìm việc làm nè. Dạ, thì sau khi tải xong thì mình bấm mở ứng dụng. Ừ. Dạ, mình bấm đăng ký. À, thì mình đồng ý với cái phần điều khoản. Ồ. Bấm đồng ý, dạ. Bấm xong. Sau đó, dạ mà nhập cái số điện thoại của mấy điện thoại của anh vô hả? Dạ. Có sao không? Dạ, không sao. Dạ, bí mật. Gửi. Dạ, bấm xác nhận với em. Rồi, xác nhận. À, sau khi mình là nhập cái số điện thoại rồi là sẽ có một cái xác nhận. Là cái xác nhận này họ sẽ gửi một cái mã OTP tới cho mình, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ rồi, đang chờ rồi, đang chờ nhập mã OTP nha. Dạ rồi. Rồi, cái mã OTP là 649637. Dạ. Ủa chích ra. Dạ đây. Cái này một này. Dạ, 6. Dạ, nắm xong. Ồ, ok. Dạ, rồi sau đó thì chỉ cần nhập tất cả những cái thông tin. Thì đây là những cái thông tin cơ bản nhất khi mà mình đi làm đó. Thì sau khi mà anh nhập xong thì bên em sẽ gọi điện cho anh cũng như là trao đổi để coi anh có những nguyện vọng mình mong muốn mình tìm kiếm việc làm như thế nào. Thì sau khi trao đổi xong, bên anh sẽ đến với bên em để nộp một bộ hồ sơ duy nhất, và kể từ đó là mình đã có thể trở thành đối tác và đi làm đồng hành cùng GetJob. Ồ, nhanh vậy luôn hả? Dạ. Thì tùy theo công việc, nhưng mà đa số rất đơn giản bà con cô bác thân mến. Đó, sau khi mình đăng nhập rồi thì cái form đăng ký rất là đơn giản nè. Đó. Tôi giới thiệu dùng mấy đứa em này thấy nó nhiệt tình quá. Họ và tên đệm, tên, nhập mật khẩu, nhập làm mật khẩu, nhập mã giới thiệu hết. Đúng không? Dạ. Là mình cứ điền hết vào là xong. Dạ. Rồi sau đó là ở đây là với là cái người đăng ký đi tìm việc á hay dạ, là sao? Đúng rồi, có nghĩa anh đang ở vai trò là người đi tìm việc ạ. Còn ví dụ như anh là cái người mà muốn tuyển dụng thì sao? Dạ, nếu đối với anh là người muốn tuyển dụng thì khi mà anh đến với gian hàng bên em chỉ cần để lại thông tin và dạ, bên em sẽ có chuyên viên tư vấn để có thể tham khảo cũng như là hỏi anh những cái mong muốn về tuyển dụng. Sau đó sẽ cung cấp cho anh một cái hệ thống cũng như là một cái app tương tự giống như vậy. Thì hiện tại thì cái hệ thống này đã hoàn thiện ở trên web rồi. Bên em sẽ sớm có phát triển ra ứng dụng luôn. Tại vì thường thì các doanh nghiệp thì sử dụng máy tính nhiều, cho nên tụi em đang ưu tiên cái hệ thống ở trên máy tính. Thì cái ủa, chưa có app hả? Có app chưa? Dạ, app đang sắp phát triển, dự kiến sẽ có mặt trong tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì hiện tại doanh nghiệp đã có thể đăng tải công việc trên một cái trang web của bên em đã. Trang web tên là gì? Dạ, trang web của bên em sẽ tên là portal.getjob.vn ạ. Thì đối với web. Dạ, getjob.vn. Dạ, đúng. Mọi người cứ vào trang web đó để lại thông tin là khoảng tháng nữa là có app. Dạ, nhưng mà ngay từ bây giờ là mọi người cũng đã có thể đăng việc ngay từ thời điểm bây giờ. Nhưng mọi người có thể download app chưa? Dạ, chưa có app sao đâu. Dạ, mọi người chỉ vào getjob.vn ạ. Đối với doanh nghiệp hiện tại mọi người vào website thì sẽ được kết nối vào thẳng với web bên. Còn đối với các bạn mà dạ, tìm việc thì các bạn chỉ cần download app. Dạ. Đúng không? Thì hiện tại ngày hôm nay thì bên em đao app sẽ nhận quà, và nếu như nhập mã giới thiệu chẳng hạn như sau ngày hôm nay anh đưa cái mã giới thiệu của anh cho những người khác download thì rồi, khi anh tích lũy đủ điểm anh sẽ được đổi lại thành tiền nữa. Dạ. Ồ, này hay quá ta, nếu mà mình trời ơi bữa giờ đang cũng nói thật với bà con bác là bên cái mảng mà nhà hàng đó F&B nè, rồi Coleman Food nè, đang tìm nhân sự rất là căng thẳng luôn. Hôm nay mình cũng đến mình tham dự cái này, một phần mình cũng xem là ở đây coi cái tổ chức cái hội chợ tuyển dụng, hội chợ việc làm nó như thế nào để mình gửi cho công ty mình tham gia. Và vô tình là gặp được một cái đơn vị này tên gì đây? Techsit. Techsit à. Có một cái app rất là hay, GetJob nha. Cái này đặc biệt với các bạn tìm việc, các bạn chỉ cần đào cái app đúng không? Dạ, quét cái mã QR này. Quét cái mã QR hoặc là mình có thể gõ cái chữ GetJob trực tiếp ở trên GetJob trên cửa hàng Play hoặc là App Store. Yeah. Ok. Thì sẽ có tìm được ngay. Đó, và cái thấy sau... và thủ tục rất đơn giản, mình add vô trong đó thì trong đó sẽ có rất nhiều công việc. Yeah. Đây là đúng không? Dạ, yeah, hiện tại thì bên em có rất là nhiều công việc khác nhau ở nhiều thuộc nhiều lĩnh vực. Bạn nào là lĩnh vực là làm đẹp nè, yeah, hoặc là phục vụ bàn nè, công ty truyền thông cũng có luôn hả? Dạ, yeah, có luôn. Đây. Nếu mà bên hình như em biết là nếu mà công ty bên anh cũng có thì bên anh cũng có thể liên dạ, nhưng mà thí dụ như công ty anh một cái gói vậy nhiêu tiền? Dạ, thì hiện tại có giá không?
Dạ, hiện tại thì cái gói đó phụ thuộc vào rất là nhiều, vào trong cái bên em sẽ hướng tới là những cái gói sẽ xây gọi là customize cho riêng từng doanh nghiệp. Và thậm chí là hiện tại để đang trong cái thời gian khuyến mãi thì thậm chí là bên em có thể sẽ có những cái chương trình chạy thử để thực sự hiệu quả, rồi sau đó sẽ gây xây một cái gói cụ thể để đáp ứng nhu cầu cho từng doanh nghiệp. Dạ, tùy thuộc vào số lượng tuyển dụng, rồi thời gian tuyển dụng, vị trí tuyển dụng nữa. Dạ. Ồ, đây có nhiều công việc lắm nha bà con, gần như là tất cả công việc luôn, là bán hàng, thu ngân, bốc xếp, bảo vệ cũng có thể, đặc biệt là bảo vệ nè, bốc xếp nè, rồi giao hàng nữa nè, có giao hàng luôn, có phụ bếp luôn. Nói chung là tất tần tật những cái công việc nào mà bà con bán mình có thể cần á, mình đều có thể đào cái app này về để mình kết nối, đúng không? Dạ, đúng. Ví dụ rồi đào ạ. Cái app này thì bên dạ. Bên GetJobs sẽ kết nối mình với doanh nghiệp, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sẽ hỏi mình mong muốn và sử dụng cái công nghệ Machine Learning để có thể kết nối đến chính xác những cái thông tin mà bên người lao động mong muốn. Không, nhưng mà bên như mình có thu tiền không? Dạ hiện tại mình thì có thu tiền của cái người mà đi tìm việc dạ, không? Dạ, riêng đặc biệt đối với người tìm việc thì hoàn toàn miễn phí ạ. Vậy được. Thu tiền của doanh nghiệp thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ví dụ doanh nghiệp mà muốn tìm việc thì anh thu tiền được, đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như công ty anh tuyển nhân viên truyền thông thì các bạn nào muốn mà là muốn tìm việc công ty truyền thông thông chỉ cần đào cái app GetJobs. Dạ. Đúng không? Dạ chính xác. Rồi xong rồi tích vô một cái gì đó cho không, còn bạn nào muốn làm thêm phục vụ bàn hay là giao hàng hoặc là phụ bếp, bảo vệ, điện lạnh vân vân, bốc xếp vân vân thì các bạn cũng đào cái app. Dạ. Rồi xong mình kết nối trên đó. Dạ, kết nối trên đó. Và hoàn toàn miễn phí à. Đó, miễn phí cho người tìm người tìm việc đúng không? Dạ. Còn doanh nghiệp thì phải trả phí. Dạ. Rồi ok. Thì không biết là hôm nay là anh vừa tìm việc mà cũng vừa tìm người luôn đó không anh? Không không, anh đi tìm việc luôn. Dạ, anh tìm việc, việc nhưng mà công việc anh trên đây nó không có. Dạ thì công việc anh là anh tìm việc là gì đó, đại sứ. Dạ thì đó, hôm nay em cũng nói là cuối cùng hôm nay tìm việc thì anh đã tìm thêm được cái bản đại sứ thương hiệu giá rẻ hoặc là đại sứ thương hiệu không đồng á. Dạ thì hôm nay tìm việc là đã tìm được rồi, thì em cũng hy vọng là bên anh em cũng có thể đồng hành cùng bên anh để tìm người cho bên anh nữa, được phải không? Dạ rồi, được. Rồi ok, giờ số điện thoại thì liên lạc ở đâu? Dạ đây là số hotline ạ. Dạ nó hơi thấp, tuy nhiên thì ở đây dạ 1800 số này nè 888688. Dạ số rất dễ nhớ ạ. Đây số hotline nha bà con bác đó, nếu mà mình để được hướng dẫn thì bà con bác mình có thể gọi là 1800888688. Dạ đúng rồi. Rồi trang web là getjob.vn, rồi có Facebook luôn. Dạ. Đúng không? Ồ rồi đây, nền tảng kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động, tải app nhận việc đi làm ngay và không tốn đồng bạc nào hết. Dạ. Rồi, tại sao nên chọn GetJobs? Dạ, quá đơn giản luôn, tại vì kiếm việc làm mà không cần tốn một đồng chi phí nào hết. Dạ. Chi phí doanh nghiệp trả. thông tin rõ ràng, miễn phí. Oh, wow. Anh nghĩ cái này mà rất là phù hợp cho các bạn đi tìm việc mà phạt theo giờ. Dạ, đúng không? Thời vụ. Dạ. Thời vụ, đặc biệt các bạn sinh viên á, mình nghĩ cái này rất hợp với bạn sinh viên nè. Dạ. Hoặc là những người muốn làm thêm. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn làm full time có không? Thí dụ dạ, hiện tại thì trong tương lai hiện tại bên em vẫn có những cái công việc full time. À. Dạ. Tuy nhiên thì cái thị trường part time hiện tại là em thấy là rất lớn đúng không? Dạ rất lớn, là với lại các bạn cũng đang gặp khó khăn khi mà dạo gần đây thì không biết là anh có nghe những cái thông tin là rất là nhiều cái hình thức lừa đảo liên quan đến công việc part time. Dạ, thì dạ. Cái việc tìm việc trên cái ứng dụng thì nó cũng sẽ trở nên rất là an toàn. Bởi vì ứng dụng bên em thì đã được cấp phép bởi Bộ Công Thương rồi ạ. Cho nên cái việc sử dụng thông tin và mục đích sử dụng thông tin của tất cả những người sử dụng sẽ rất nhưng là mà làm việc theo giờ. Ví dụ người ta làm một tuần được có mấy giờ có được không hay là dạ thì hiện tại vì đây là một cái ứng dụng thông minh cho nên là dù anh làm việc theo giờ hay theo ngày thì họ đều có một cái hệ thống để có thể tính xong toán hết việc rồi thôi. Dạ, và tất toán lương ạ. Dạ. Mà tiền ví dụ như bây giờ anh đi xin việc một bộ ở một nhà hàng chẳng hạn. Dạ vâng. Thì anh nói dù tuần này anh làm được có 3-4 tiếng thôi. Dạ. Thì làm 4 tiếng xong anh có được lấy tiền không hay là sao? Dạ thật ra có rất là nhiều cái tính năng bên ứng dụng bên em. Ví dụ như khi bên em một công việc 8 tiếng, anh làm 4 tiếng, dạ giờ gọi có việc gấp anh phải về, thì bên em có một cái tính năng để cho doanh nghiệp xử lý, đó là mình sẽ tính lương theo mức độ hoàn thành công việc. Ví dụ 100 đồng trong vòng 8 giờ thì nghiễm nhiên đương nhiên anh làm 4 giờ anh sẽ nhận 50 đồng. Dạ. Và có rất là nhiều cái hình thức tính để phù hợp với lại doanh nghiệp cũng như là người lao động, đảm bảo cái thời gian cho mọi người có thể, thậm chí là những người có giờ giấc lung tung. Bên em cũng có những cái công việc thậm chí là ca đêm, ca ngày, ca chiều, ca sáng, rất là nhiều ạ. Ồ hay quá người ta cái này. Và bên cạnh đó thì bên em cũng có rất là nhiều cái tính năng. Sao? Cái này anh nghĩ bên em phải chào cho các công ty á. Dạ. Chứ còn đương nhiên là ở đây làm kết nối với các bạn tìm việc là dễ rồi, nhưng mà phải kết nối với cái đầu ra đó là
các công ty á. Dạ thì hiện tại bên em đều đi song song. Dạ thì trong những cái sự kiện như thế này thì bên em cũng cố gắng đi đến để tìm, để coi như là kết nối những người Việt Nam. Bên cạnh đó thì bên em cũng sẽ đi kết nối thêm cả những doanh nghiệp nữa. Dạ. Rồi, ok, rồi cảm ơn em. Dạ rồi. Rồi thôi cho anh xin 20 triệu. Ừ, dạ, dạ, dạ. Dạ, chắc cái này là ký hợp đồng lấy liền hả? Ký hợp đồng lấy liền hay sao? Dạ, dạ. Ủa cái cô nãy đâu rồi, cái cô nãy mà kêu ký hợp đồng lấy liền 20 triệu đâu rồi, lấy liền đi chứ giờ. Chứ tình hình là nghe ngói xuân vườn chưa được trả tiền nữa. Phải không? Dạ, tại nãy anh hỏi anh Khương Dừa hình như giá cao quá cho nên là chắc còn đang giải ngân. Nhưng mà chắc 20 triệu thì sẽ giải ngân nhanh hơn. Cái cô kia kìa, cái cô kia kìa. Dạ, thủ quỹ. Cô thủ quỹ dạ. À, thôi giờ ký hợp đồng tạm ứng trước đi. Dạ, tạm ứng trước khoảng 2 triệu đi. 2 triệu, trời đưa tiền cắm luôn. Ủa, kế toán rồi. Vô cái dạ, bây giờ để dễ dàng đi. Sau khi anh đăng ký app thì thông tin ngân hàng. Rút thăm thưởng nữa nè, rút thăm nữa nè. Dạ. Trúng thưởng gì vậy? Trúng cái gì vậy? Hoặc là những bình thường đặc biệt hơn ạ. À. Rồi chúc bạn may mắn lần sau. Cái gì mà hẻo, suối hẻo tôi dữ vậy? Dạ, chúc bạn may mắn lần sau. Đầu tiên mình cho thêm một lần nữa đi. Vậy cũng được. Thôi rồi. Thôi được rồi, cho tôi dạ. Cái hợp đồng tôi ký lại đi. Rồi ok, ký đại sứ thương hiệu lấy lợi đó 2 triệu đi. Dạ, dạ. Cái là trong tiếng chú là mình lấy thông tin. Rồi, trời ơi mẹ. Ồ, ghê ghê, ví dụ để coi giá cả coi được. Ủa sao không thấy giá gì chứ vậy? Dạ, thôi mình tâm ứng nhà mình viết sao đây. Dạ, bây giờ anh cứ ký trước đi ạ, xong rồi về mình xem có giá là 2 triệu anh. Giống như là mình chốt. Gì? Giá là 20 triệu. Dạ. Tạm ứng thôi. Dạ, mà nói đều cho ký cho vui rồi, ok. Em đi để nhận. Cái gì ký quỹ 2 triệu là sao? Tụi em trả anh 2 triệu chứ anh đâu có đăng ký dịch vụ này đâu, 2 triệu. Ôi trời, không có ký hợp đồng tuyển dụng mà anh. Ôi trời, kỳ vậy? Anh ký hợp đồng À, cái này là ký hợp đồng tuyển dụng đúng không? Dạ, đúng rồi, hợp đồng tuyển dụng. Rồi, ok, ký hợp đồng tuyển dụng. Rồi, bên em sẽ làm việc đó là bên. Rồi, cái này, rồi, anh ký cho, anh có cái sân có nhiêu, có 200 công ty chứ mấy. Rồi. Ồ. Oh. Rồi. 2 triệu mà chia cho 200 công ty là công ty nhiều. Đây là mức giá ưu đãi đặc biệt đó anh. Chỉ có trong ngày hôm nay. Rồi lát. Thôi anh cho số dạ. Nha, lát là anh cho số giáo đó anh chỉnh đường sự anh lát liên lạc nha. Dạ, cảm ơn rồi, anh okay. Nhiều ạ. Rồi. Rồi em chào. Rồi đông vui quá. Ôi cái app này hay quá bà con ơi. Dạ. Dạ. Get job. Đó, chỉ cần scan cái này thôi. Hoặc là vào tải app trên cái CH Play. Hoặc là App Store. Ừ. Rồi, hotline 1800888688. Hoàn toàn miễn phí dành cho người lao động. Xuất sắc. Thu tiền trên. Em chụp tấm hình chung với anh nha. Rồi, được luôn, vô luôn. Ok. Mọi người ơi, vô chụp tấm hình nha. Đứng lên trước đi, lùn ra đứng sau. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, mình nãy giờ là quay cho vui vui thôi, nhưng mà đây là sự thật nè. Có một cái thông tin mà sự thật mình nghĩ là mình sẽ tiết lộ cho quý bà con cô bác, đó là cái app GetJob này là của một nhóm các đứa em của quen biết của Colorman. Các bạn này là các bạn trẻ, là du học sinh ở châu Âu, ở Hà Lan, ở Hà Lan, ở Pháp, ở Mỹ cũng có, và ở Ukraine, ở Nga cũng có. Đây là một cái nhóm du học sinh ở nước ngoài, các bạn về đây các bạn khởi nghiệp. Và đây là một cái app, là một cái công trình mà các bạn nghiên cứu đã rất nhiều năm. Cho nên là hôm nay thì mình cũng nhận được thông tin là các bạn có tham gia cái hội chợ, cái ngày hội việc làm ở đây, cho nên comment tranh thủ ra giới thiệu giùm. Và mình nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là tốt. Dạ, tôi làm cái job này không có nhận đồng bạc nào hết, cũng giống như Khương Dừa. Tại vì cái gì mà hướng đến cho việc làm cho
các bạn hướng đến công ăn việc làm nè, đặc biệt là công ăn việc làm cho các bạn sinh viên, thì Coloman cũng như Khương Dừa là rất là ủng hộ. Và cái thứ hai nữa là mình rất ủng hộ cho các ý tưởng khởi nghiệp, và đây là một ý tưởng khởi nghiệp mà mình tin chắc rằng nếu các bạn ấy có điều kiện và thì trong một tương lai không xa, GetJob sẽ trở thành một cái ứng dụng không thể thiếu của thị trường việc làm nói chung, và của thị trường việc làm nói riêng, và của thị trường nói chung. Và cũng hy vọng rằng chúc cho các bạn của team GetJob tiếp tục thực hiện giấc mơ khởi nghiệp mình một cách thành công nha. Cảm ơn, xin chào tạm biệt, cảm ơn các bạn.